Ủa các bạn, thì mình đang ngồi trên xe tút tút để đi ra ngoài cổng Angkor Wat các bạn. Đây là ớt, ớt ở tại Angkor. Này là gì đây? Ui, what did this? Cá này cá kiểu sông Mekong mà. Cá rô, cá rô nó bự quá trời bự luôn. Cá chê ở bên Việt Nam mình, còn con này là con cá cái gì mấy ông biết, còn mình tôi biết thôi. Campuchia rất nổi tiếng về món gà bạn. How much? The money. How much? Nướng bạn nhìn thấy trên than hồng nướng ngon các bạn. Ăn đồ này là tươi rói bên Campuchia á. Tôi vẫn đang thắc mắc cái này là cái gì tôi không biết nha. Một tòa tháp chính giữa cao nhất thì nó tượng trưng cho cái ngọn núi là Mura các bạn, ngọn núi của các vị thần ở Hindu, giống như là bên thần thoại Hy Lạp là đỉnh núi Olympia. Có hơn 3.000 cái điêu khắc như vậy khắp ở cái Angkor Wat này các bạn. Nè, hơn 3.000 bức tượng họ khắc như vậy, nhưng mà không có cái nào giống cái nào hết nha các bạn. Nè, mỗi người một tư thế khác nhau. Chỗ đây là cái bậc thang để bạn đi lên trên cái ngọn tháp các bạn. Nó dốc hơn tới 45 độ các bạn. Họ đang cải tạo một cái cổng làm cái cầu thang nó dễ đi hơn cho du khách các bạn. Ủa các bạn đi vô các bạn. Vô đây là không được đội nón các bạn. Hát là cào vậy. Mình sợ đâu cao à. Mình đang đứng trên đỉnh tòa tháp đó các bạn. Các bạn, cái đền chính này nó cao 65m, thì bạn biết cái thời mà lúc mà cái đền này được xây lên đó, thì nó cao hơn tất cả bất kỳ cái đền nào ở bên châu Âu các bạn. Tượng thần á, hình đó bốn mặt nhìn ra đông tây nam bắc các bạn. Bạn sẽ nhìn qua hướng bên này cũng thấy nụ cười rất là bí hiểm, người ta nói đây là nàng Mona Lisa của châu Á các bạn à. Cười bí hiểm, không biết cười làm gì các bạn. Mà nói này rất là nhiều người họ không có tin là thời đế chế Khmer mà lụi tàn nó xây lên cái này các bạn. Đây là nguyên cái đền xây 35 năm, huy động 300.000 người, hơn 1.6 triệu mét vuông. Các bạn nghĩ là ngày xưa người Khmer có làm được gì không bạn? Nhưng mà mình không tin các bạn. Mình nghĩ là người Khmer ngày xưa là kiểu như là có thế lực người ngoài hành tinh đó. Ok bạn, thì hiện tại là mình đang ở tại Siem Reap các bạn à. Đây là cố đô của Campuchia. Thì hôm nay video rất là đặc biệt, chúng ta đi thăm gọi là Angkor Wat các bạn, một ngôi đền gọi là bự nhất thế giới, cổ kính kỳ quan của thế giới luôn các bạn à. Thì theo chân mình thì sau lưng của mình đây là cái chỗ gọi là cái resort spa bự, thuộc dạng là bự nhất ở tại Siem Reap các bạn. Cái quần thể cái resort này là nó to, nó dài xuống tuốt dưới kia luôn. Nó giống như là bên Vinh của mình, Vinh đồ vậy các bạn. Thì giờ vô theo chân mình vô cho bạn coi thử là cái không gian resort này là như thế nào. Sau đó chúng ta đi qua thăm Angkor Wat là chính các bạn, sau đó kiếm gì ăn ở tại trung tâm thủ đô của Siem Reap. Bây giờ kéo hành lý vô check-in thôi bạn. Thì được vẫn đi đồng hành với mình là cái vali Mia các bạn. Mia vẫn đi đồng hành với mình từ bên Nam Bang ở tại Phnom Penh cho tới Siem Reap luôn, cho tới Angkor Wat luôn các bạn. Ok, cho thêm cho mình vô check-in này các bạn. Còn đây là cái cổng chính ở tại để đi vô trong khách sạn resort này các bạn. Thì hướng cho trong này cho các bạn coi thử là khách sạn trong này nó to cỡ nào các bạn. Rất là bự. Má gỗ mà nó to, nó nặng, cái cửa nó to lắm mà. Nó kéo ra vậy nè. Bạn thấy không? Kéo bự không? Bạn thấy chỗ check-in lên kia có tượng Phật ở chỗ Angkor Thơm các bạn. Các bạn có cái đền Angkor Thơm ở trên đó là tượng Phật. Chút nữa mình sẽ review cho bạn xem. Còn trên này là không gian nữa các bạn. Các bạn thấy bự không? Má ơi. Trên đây là những cái trụ cột họ khắc rất là nhiều kiểu, như là trên đền Angkor Wat các bạn. Rất là nhiều tượng, thì chút nữa mình review cho bạn coi bên đền Angkor Wat chính, nên mình không cần phải coi kỹ. Đây là họ làm cọ nè. Đây bánh chưng nè. Các bạn thấy không? Đây là bàn tiếp khách. Ủa. Đó. Nó làm lưu nước, lưu đồ, làm truyền thống đẹp, cái resort này to lắm. Thực sự là review không hết cho bạn xem đâu, chỗ này là chỗ ăn sáng. Đó. Hướng qua đây là cái chỗ phòng của mình. Resort đồ cây sứ, cái đồ này nọ, hướng qua đó các bạn. Nó rộng quá thì tôi không chịu nổi luôn á. Thì bạn thấy không, cây cối mà mọc đồ đẹp không? Tùm luôn. Thì trên này là nó cố đô của tụi đây là cố đô của Khmer ngày xưa các bạn. Nên cây cối tùm nó mát hẳn so với Nam Vang luôn các bạn. Nam Vang là cái khu Phnom Penh các bạn, là cái thủ đô mới, còn chỗ này là thủ đô cũ ngày xưa các bạn. Bây giờ là tính review phòng cho bạn xem mà tốn thời gian quá, thôi đi theo chân mình đi ra coi Angkor Wat các bạn. Đi review Angkor Wat. Ok không? Đi theo chân mình. Ok các bạn, thì để đi mua vé đến Angkor Wat thì đây là khách sạn của mình các bạn, thấy không? Hotel mình đây. Thì mình lựa chỗ này là tại vì nó đối diện bên trên này là cái chỗ mua vé của Angkor Wat nè các bạn. Đó, hướng qua nó.
đó bạn qua tòa nhà đối diện, bạn thấy không, bên tay trái của mình đó, đó mình đang cua qua nè, đó nguyên những cái tòa nhà này là chỗ mua vé của Angkor Wat nha các bạn. Ok bạn, thì mình mới vừa mua vé xong á, thì đây là cái vé của mình để đi vô Angkor Wat. Thì cái vé này có giá là $37 các bạn, $37 nha. Thì đây là cái mặt, nó phải chụp hình cái mặt của bạn lên, đây là cái mặt của mình nè. Rồi $37 một người bạn, bạn phải mua hai vé, mình như Caramel hai vé là hết sáu mấy đô á. Bạn nhìn cái đường vô Angkor Wat, trời ơi nó cổ kính, mà nó hai bên hàng cây nó mát rượi, nó so với Nam Vang ở Phnom Penh bạn thấy thường nắng gió bao nhiêu thì bên đó, hả, cái chỗ vùng Siem Reap này nó lại mát bấy nhiêu, tại vì nó là rừng cây nguyên sinh cổ thụ các bạn à. Thì Angkor Wat nó nằm trong cái rừng cây luôn các bạn, tại vì ngày xưa nó bị lãng quên các bạn, thì giờ là rừng cây bao phủ đầy luôn từ cái đường này dẫn vô Angkor Wat đó, đâm thẳng một mạch luôn nha, là đường này là bạn đâm thẳng một phát là tới ngay cái thành của Angkor Wat luôn các bạn. Thì mình đã ra tới cái chỗ bờ ngòi của Angkor Wat các bạn, thì đường trước mặt mình là như hồ Xuân Hương bên Đà Lạt vậy các bạn. Đây thì bên tay phải là cái hào nước đó, cái men bên tay phải bạn xem thấy không, đó là cái hào nước bao quanh cái thành Angkor Wat các bạn à. Họ đào cái hào nước rộng dài mấy cây số các bạn, bao quanh vòng cái đền Angkor Wat đó, mát mẻ các bạn. Đường trước mặt mình đi nè, à, thì mình sẽ đi nó là hình vuông các bạn à. Thì đi lên đây xong bạn cua phải, bạn nhìn xa bên kia họ cua qua, bạn thấy không, nó hình vuông đẹp lắm, nó bao quanh như tòa thành ở Huế gì các bạn, nó làm hào nước như tòa thành nha, hai bên rồi mát mẻ của Angkor Wat. Đây là mình view cho bạn coi từ ngồi vô trong luôn các bạn, cho bạn dễ hình dung Angkor Wat là như thế nào. Đó, đây cây thốt nốt các bạn, chứ mà cây thốt nốt thì cây thốt nốt tới đâu thì đất Campuchia tới đó, mình nhớ có cái câu gì đây các bạn, chắc từ thời Khmer đỏ các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đi ô tô nên mình không có vô được các bạn à, nên mình phải đậu xe, kiếm đậu xe ở ngoài. Đây là cái khu trung tâm đậu xe để bạn đi vô trong các bạn. Má ơi, nó đông như quân Nghiên Mông luôn mấy ông, kinh khủng. Giờ hả, bạn thấy không, khách du lịch nè, tất cả khách du lịch ở Campuchia đều dồn Angkor Wat các bạn à. Hơn 50% khách du lịch ở tại đến Campuchia là đến Angkor Wat. Đó là lý do tại sao mà nó đông như vậy luôn các bạn. Bây giờ mình phải kiếm chỗ đậu ô tô, thì dọc bên này họ bán cái đồ, cái áo như đang mình đang mặc nè rất là nhiều. Ok các bạn, thì mình đang ngồi trên xe tút tút để đi ra ngoài cổng Angkor Wat các bạn. Thì đi như vậy là hết 5.000 các bạn, 5.000 nhân lên là 30.000 á, cỡ 30.000 tiền Việt. Cho đi bộ xe mệt lắm phải không? Mát không? Chắc rồi à. Nó đậu xe xa thấy mẹ luôn. Để móc tiền thôi chứ, là $1.50. Yeah, yeah, yeah. We are a lot of people, so right now this a lot of the people. If you want to the next temple, we have the Bayon. Yeah, yeah, yeah. Okay, I take off. Yeah, yeah, yeah. Okay, I change back. Oh, yeah, yeah. Come on. Yeah. Đây sau lưng mình nè, bạn nhìn nè. Đây là cái cổng đường vào Angkor Wat các bạn à. Nó đi ngang qua cái hào nước. Thì cái đây là cổng Tây của Angkor Wat các bạn. Bạn thấy cái Angkor Wat sau lưng không? Biểu tượng trên cái quốc huy của cái lá cờ của Campuchia luôn bạn, đền Angkor Wat đó. Cổ kính không? Nguyên hào nước sau lưng chỗ này. À, khung cảnh thì bạn biết tất cả khách du khách đến Campuchia đều tập trung tới Angkor Wat, đó là lý do tại sao mà nó đông kinh khủng lắm. Đông dã man luôn. Thì ok, đây là trong những cái đền mà gọi là phải nói là nổi tiếng nhất thế giới các bạn à. Nó bị trượt trong bầu cử là 7 kỳ quan thế giới là hiện đại á. Thì bạn biết tại sao nó trượt không? Nhiều khi tại vì Campuchia nó quá nghèo các bạn. Nó không có thể nào thắng cử so với những nước như là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc hoặc là mấy cái nước mà phát triển như là Ý đồ này nọ các kiểu. Thì những nước đó nó có kỳ quan thế giới tại vì nó giàu, nó bầu được, chứ thật sự là cái này là xứng đáng là kỳ quan thế giới nha các bạn, 7 kỳ quan thế giới. Nhưng mà tại vì quá nghèo, Campuchia lúc đó là đang loạn lạc quá nghèo nên bầu cử này nọ để mà bỏ phiếu trong Liên Hợp Quốc hay là UNESCO để bầu cử thì không có phiếu được các bạn. À, nhưng mà này rất đáng để review cho bạn xem. Ok chưa? Thì nó được xây dựng từ cách đây khoảng tầm 900 năm rồi các bạn.
Đó, nhưng mà thật sự là mình nói bạn biết là cái này là đúng ra nó xây dựng phải tới 2.000 năm rồi đó bạn. Đó, thì nhiều người đặt câu hỏi là không biết là ai đã xây lên được cái Angkor Wat này, có phải là người Campuchia, người Khmer không bạn, hay là người ngoài hành tinh hoặc là một thế giới cổ đại nào đó các bạn. Thì giờ thì chúng mình vô coi thử nó như thế nào. Mình mới qua phòng mới qua cổng xót vé xong chúng ta đi xuống cái chỗ này là giống như cái cầu phao các bạn nhìn nè. Để tôi tưởng từ xa tưởng nó là bằng xi măng này cầu phao các bạn. Đi ngang qua chỗ cái này là cái hào nước sâu các bạn. Cái hào nước. Ghê thiệt. Trên này là cái bờ của hào nước bên này. Đó. Thì họ có cái cổng cái đường tường đá đã đi nhưng mà đi nhiều quá sợ bị hư các bạn. Giờ họ làm vui cái cầu phao luôn. Đây là nguyên cái cầu phao để đi qua bên cái đền chính Angkor Wat. Thì chúng mình sau lưng mình là cái đường cổng chính đi từ ngoài tường thành ngoài kia đi qua cái hào nước đi vô trong cổng Angkor Wat, còn bên kia là cái cầu phao, thì đây mới là cổng chính các bạn. Họ làm bằng đá rất là đẹp nè. Thì sau lưng mình đây là cái cổng chính đi vô. Đó, kiến trúc Hindu giáo các bạn. Nhìn rất là cổ xưa. Thì trước này họ làm có một con rắn. Đây. Con rắn này là con rắn Naga các bạn à. 1 2 3 4 5 6 7 cái đầu. Bảy cái đầu là tượng thần rắn Naga là tại sao nằm ở đây các bạn. Thì đây là người Campuchia Khmer họ quan niệm là đây là cái con rắn này là sản sinh ra dân tộc Khmer các bạn. Đó. Thì đứng trước cái cổng chính đi vào luôn. Đây các bạn, sau lưng mình là Angkor Wat đó các bạn. Đã thấy ba tòa tháp cao không? Cái tòa tháp giữa cao nhất không? À, giờ thiên chương mình vô đó, giờ mới vô một chỗ chính nè. Các bạn mình đang đứng trong khuôn viên chính của Angkor Wat, các bạn có ngôi đền á, thì bạn sẽ thấy những cái hình phụ nữ ở đây rất là nhiều các bạn. Nè, comment lại đây cho bạn xem nè. Đây là những cái hình phụ nữ Apsara các bạn. Bên này nó là một đống nè. Comment đứng hướng qua đây cho bạn sẽ thấy rõ hơn, comment quay vô tượng đi. Bạn sẽ thấy nè. Đây là những bức tượng phụ nữ Apsara bên Hindu giáo các bạn. Thì mỗi một bức tượng bạn để ý là chỉ một kiểu khác nhau, nghĩa là không có bức tượng nào giống bức tượng nào. Cái điêu khắc này nè, có hơn 3.000 cái điêu khắc như vậy khắp ở cái Angkor Wat này các bạn. Nè, hơn 3.000 bức tượng họ khắc như vậy, nghĩa là nhưng mà không có cái nào giống cái nào hết nha các bạn. Nè, mỗi người một tư thế khác nhau. Ở chỗ đây là có tới 5 cái tòa tháp như vậy các bạn à. Một tòa tháp chính giữa cao nhất thì nó tượng trưng cho cái ngọn núi là Mura các bạn, ngọn núi của các vị thần ở Hindu, giống như là bên thần thoại Hy Lạp là đỉnh núi Olympia, các vị thần Zeus ở trên đó. Thì đây là cái nó tượng trưng cái ngọn núi của bên kiểu như là bên Ấn Độ giáo Hindu các bạn à. À, chỗ đây là cái bậc thang để bạn đi lên trên cái ngọn tháp các bạn. Nó dốc hơn tới 45 độ các bạn. Dốc kinh khủng lắm bạn nhìn nè. Mỗi bậc thang của nó, comment lại đây cho bạn sẽ cho nhìn cho bạn xem họ rào lại rồi. Thì mỗi bậc thang của nó chỉ một cái ngang tay thôi bạn. Không đủ một cái khoảng 20 xăng, không đủ một cái chân của người lớn nha bạn.
chân của người lớn á, độ dài khoảng tầm 23 xăng cho đến 27 xăng. Thì nó rất là cao và dốc. Thì giống như bạn đang lên tới thiên đường vậy thì bạn nhìn ở dưới, đứng ở dưới bạn sẽ thấy nó rất là đồ sộ các bạn ạ. À. Bạn đứng ở dưới đây nè. Bạn thấy nó đồ sộ không bạn? Đây. Mát quá, cái men cho mát nè. Đó, bạn thấy nó đồ sộ không? Thì ở đây là họ nói là lúc mà nó xây dựng á, đây cái men hướng ở đây. Thì họ trồng từng viên đá lên các bạn. Ở đây là họ trồng từng bậc. Nghĩa là họ lấy từng mỗi viên đá nặng khoảng là 1,5 tấn. Đó, thì họ trồng lên, sau đó họ điêu khắc. Các bạn nghĩa là họ khắc từ lên các bạn, nghĩa là trồng đá lên, xong khai thác đắp lên. Đó. Bạn thấy sao? Thì bạn thấy người ta nói là cái ngôi đền này á là nó xây trong vòng 35 năm các bạn, là xây được một khối lượng khổng lồ như gì. Thì bạn nghĩ đi, ngày xưa cách đây gần 1000 năm mà xây kiểu mà 35 năm mà xây xong một khối lượng mà 1,6 triệu mét các bạn, mét vuông các bạn. Thì mình đang ngồi chỗ cổng vào chính, họ đang làm một, họ đang cải tạo một cái cổng, làm một cái cầu thang nó dễ đi hơn cho du khách các bạn. Hồi nãy mình đưa bạn coi là cái bậc thang nó có rất là ngắn, nó có 20 xăng không có đủ để khách du lịch mà kể cả phương Tây đi được các bạn, đồ sộ lắm. Thì bạn đi cổng này các bạn, bạn thấy không, họ đang trùng tu bên kia nó kìa. Sau lưng này là hai tháp, trước hai tháp, chính giữa là một tháp các bạn, chính giữa là một tháp bự nhất đó. À, tổng cộng là 5 tháp. Thì bạn thấy cái khối lượng nó khổng lồ không bạn? Ngồi đây cho bạn coi cái tháp mà người ta nói, cái viên cái tòa tháp nguyên cái quần thể á, họ Angkor Wat này các bạn, họ kêu họ xây trong vòng là 35 năm, từ thời mà vua gọi là Suryavarman II các bạn, là ông đó xây lên cái này. Thì từ thế kỷ thứ 12 các bạn, đầu thế kỷ thứ 12 là khoảng 5100 các bạn á. À, thì họ kêu là xây 35 năm, sau xong 1,6 triệu mét vuông các bạn. Là mới biết cỡ nào. Thì họ huy động khoảng 300.000 người để xây. Thì cho bạn dễ hiểu là cái quần thể đền Angkor Wat này là nó gấp đôi so với bản Lý Trường Thành ở tại nhà Thanh, nhà Minh các bạn, rồi bên Trung Quốc là gấp đôi Tử Cấm Thành, cái đền Angkor Wat này thôi á. Mà bên Tử Cấm Thành họ còn 1 triệu người các bạn, 100.000 kỹ sư, 1 triệu nhân công xây trong vòng 14 năm các bạn. Là nhà lúc đó là thời đó là họ rất là giàu mạnh, họ xây như vậy trong khi thời mà Khmer các bạn, cái thời mà ông vua mà mình nói là Yuriavarman II thì thời đó là thời gần cuối của đế chế Khmer các bạn à. Thì rất là nghèo, thì đánh còn thua Việt Nam mình nữa mà các bạn. Thì mà họ xây được cái toàn thể cái cung cái ngôi đền như gì luôn. Thì Angkor Wat, Angkor nghĩa là thành phố, Wat là đền các bạn, thành phố đền đó. Đó, thì mình nói nó sơ sơ xíu cho bạn nghe lịch sử của cái đền Angkor Wat này, là các bạn biết là họ xây, họ rinh đá cách đây 80 cây số, những cái tảng đá là Caramel quay cho bạn coi, những cái tảng đá đang rớt dưới đất như này đó, những cái tảng đá to như vậy á, thì họ khai thác cách đây là 80 cây, xong họ vận chuyển tới đây các bạn để họ xây lên trên cái đền Angkor Wat. Thì bạn thấy đá họ đang xếp lớp không, rất là nhiều đá họ xếp lớp lên, các bạn thấy không, họ xếp lớp từ từ lên, sau đó họ điêu khắc, nghĩa mà cứ vận chuyển đá đục đẽo đá trong núi xong đem ra đây xếp lên như kim tự tháp vậy, xếp lên sau đó điêu khắc sâu. Thì họ làm trong vòng 35 năm. Thì các nhà khoa học á, bây giờ phương Tây họ nghiên cứu, họ thấy là với quần thể kiến trúc mà to lớn như Angkor Wat gấp đôi Tử Cấm Thành á, thì cần ít nhất 100 năm với lực lượng mà Khmer ngày xưa á các bạn, là 100 năm mới xây được cái này. Thì bạn nghĩ ngày xưa vậy mà bây giờ họ nói là 35 năm, rồi bạn thấy cái dấu ấn của vua Yuriavarman II đâu có trong này đâu các bạn, rất là ít các bạn à. Họ nói trong này có một cái phù điêu nhỏ thôi. Thì ok, theo chúng mình đi vô coi thử là trên cái đỉnh này như thế nào à. Má nắng quá, vô. Ok bạn, đi vô bạn, vô đây là không được đội nón các bạn. Má nó cào quá cho cái bên hướng qua đây nè, trời ơi chóng mặt quá mấy bạn. Má tôi sợ độ cao nữa chứ, trời ơi nó cao quá chứ. Nhìn ghê chứ. Nó cao quá chứ. Mấy ông này sợ đồ cao thấy mẹ luôn. Đây, nhìn xuống dưới nè mấy ông. Đây các bạn, mấy mình sợ đồ cao quá. Từ từ nha. Đây, mình sợ đồ cao quá. Mình đang đứng trên đỉnh tòa tháp thôi mà. Má cao 65 mét thì nhìn hết quần thể kiến trúc rồi, thấy không? Ui nó to hùng vĩ, bạn coi cái dốc nè. Thật sự là bạn nào mà sợ chiều cao yếu tim mà đi 12 giờ trưa là cái này nó còn dốc hơn bên kiều tự tháp Ai Cập đó bạn, nó dốc như tên kiều tự tháp Ai Cập á, kinh khủng.
Ừ, đi vô. Ừ, sợ quá. Ừ. Phê phải không? Đổ mồ hôi luôn á. Cao quá. Đây, trong quần đoàn, đi vô coi thử mấy tòa tháp này có gì này các bạn. Ừ. Hả, nó mát. Ui. À, đi lên trên này nó có cái sảnh đó các bạn, nó có thang nữa nè. Lên trên này nó có cái thang sảnh sang tụi cái tháp không à, nó nối với cái tháp chính. Cái tháp đó các bạn, ồ nó điêu khắc đẹp lắm các bạn. Cao 65 m tháp chính nha các bạn. À, thờ thần Vishnu, bên Hindu giáo Ấn Độ các bạn. Thì một trong ba vị thần tối cao nhất của bên Hindu giáo. Gồm có thần gì các bạn, Vishnu, Rama, với phần thần gì? Thần mà có nhiều tay các bạn, màu tím tím á. Thần chết các bạn. Thần hủy diệt á. Thần hủy diệt bạn nào chơi game Liên Minh Liên Quân có cái thằng đó mà tôi quên tên này. Ông nào coi cuộc chiến các vị thần trên Netflix là biết vị thần đó. Có con mắt, có ba mắt các bạn. Đây. Thì bạn nhìn nè. Thì rất là nhiều hình vũ nữ Apsara các bạn. Thì rất là nhiều nha, có 3000 bức như vậy dọc cái này luôn các bạn. Đây. Trong này là bây giờ là họ thờ tượng Phật nằm trong đó luôn các bạn. Comment tới đây. Có tượng Phật nằm không? Đó, đây là trong tượng Phật đang nằm các bạn. À. Thì các bạn biết ngày xưa là thờ lúc mà xây lên là thờ Hindu giáo các bạn. Sau đó khoảng 100 năm thì họ cải biên lại, sau đó họ thờ Phật giáo. Các bạn đó là giờ tại sao bạn thấy cái này là đang là gọi là bây giờ gọi là cái đền thờ Phật, nhưng mà cái hình kiến trúc Hindu giáo Ấn Độ ngày xưa các bạn. Bạn thấy không? Rất là nhiều cấu trúc. Các bạn chỉ nhìn là nó điêu khắc rất là đẹp nha các bạn. Một cái tảng đá, bạn nhìn cái tảng đá này nha. Từ đây nè. Nó xuống tới đây. Các bạn thấy không? Thì họ ốp vô, sau đó họ điêu khắc lên và những cái bức tượng này bạn nhìn nè. Kiến trúc điêu khắc ngày xưa các bạn. Thời cổ đại nó rất là mịn mượt nha các bạn. Thì sau đó bạn sẽ đi qua cái đền mà bạn coi, bạn biết nhiều cái đền Angkor Thom bên kia đúng không? Là lúc đó là sau 100 năm cái đền Angkor Wat này thì họ xây lên cái đền đó. Và nó cái kiến trúc nó rất là xấu, đá độ lởm chởm, nó không có khít như gì các bạn. Để lên là khít địch luôn rồi các bạn. Thì bên đền Angkor Thom thì là cái người Khmer, đúng là người Khmer xây thiệt. Xây lại sau này thì nó rất là xấu, nhưng mà riêng cái đền này là người ta nói là giống như là một cái thế lực ngoài hành tinh, giống như là kim tự tháp xây gì các bạn. Thì kim tự tháp mình bạn đã qua cặp rồi bạn sẽ thấy là con người xây không nổi đó các bạn. Nè, nó làm rất là đẹp nha. Họ khắc vô trong nè. Họ điêu khắc trên đá nhưng mà họ dán không nha các bạn. Phụ nữ Apsara đó. À. Người ta rờ mà láng luôn đó các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Cho dù nó nứt ra rồi nhưng mà nó vẫn là khít đó các bạn. Nó làm hai bên mảng luôn, hai cục đá thấy không? Hàng trụ cột luôn nè, các bạn thấy không? Đá nó rất là vuông vức các bạn, khắc lên rất là hoa văn nè. Chảy nổi giống như kiểu gạch men ở bên mình gì á, mà ngày xưa họ làm từ thời cổ đại lên được như vậy các bạn. Thì các bạn nghĩ là ngày xưa người Khmer có làm được gì không bạn? Nhưng mà mình không tin các bạn. Mình nghĩ là người Khmer ngày xưa là kiểu như là có thế lực người ngoài hành tinh đó. Mỗi bức là một tư thế khác nhau, bạn thấy đẹp không? Họ điêu khắc nè, nhìn nó láng đẹp các bạn. Cái váy xà rông nè, giống như cái họ tiết của mình nè, bạn thấy không? Những họ tiết của mình nè. Đây là những họ tiết mà kiểu như người Hơm Mông á, họ mặc rất là nhiều. Ờ, của người Khmer á. Đây. Các bạn thấy không? Những bức tượng á. Các bạn, cái đền chính này nó cao 65m thì bạn biết cái thời mà lúc mà cái đền này được xây lên á thì nó cao hơn tất cả bất kỳ cái đền nào bên châu Âu các bạn, từ thời mà La Mã Hy Lạp này nọ luôn mà. Tất cả các ngôi đền thì cái đền này là cao nhất, cao 65m, cách đây mấy ngàn năm thời cổ đại các bạn. Thì với cái độ rêu phong này nọ cái kiểu đó, như vậy mà cũ như vậy. Mà nó đá nó chắc như vậy là mình nghĩ là phải xây hơn 1000 năm rồi các bạn, ít nhất phải 2000 năm, 3000 năm rồi. Nhìn kiến trúc nó khít thiệt luôn á. Bạn nên nhớ là cái thời xưa người ta xây là không có vữa, nó không có vữa, không có xi măng gì nha, giống như bên Ai Cập vậy mà. Đây cái chỗ nãy hồi nãy mình đứng dưới mình nhìn lên nè các bạn. Camera qua cho bạn xem. Thì xa xa ra bấm số 1 đi camera bấm số 1 đi. Đó. Xa xa vào đó là cái cổng đi vô các bạn thấy không, xong qua thêm một cái cổng chỗ này nữa. Thì nãy đứng dưới mình đứng review bạn trong chỗ này là cái người ta đứng, sau đó lên cái tòa tháp trên này. Thì trên này rất là mát đó các bạn, cái công viên của nó toàn là đá không, bạn thấy cái mái trên không, đó nó lợp toàn là đá chồng lên không các bạn, khít nhau luôn á, không có xi măng nha bạn, không có vữa đâu. Bạn nhìn nè, nó khít giống như bạn nhìn camera hướng qua đây, bạn nhìn thấy không, nó khít không, nó xếp vô xong nó làm họa tiết mà nó khít như vậy luôn nè.
như bên kim tự tháp Ai Cập vậy các bạn. Thì ngày xưa đi qua bên kim tự tháp Ai Cập là mình đã thấy kiểu như là mấy thời xưa mà mấy ngàn năm lịch sử, 4.000 năm mà người xây vậy là không phải mà. Thì bên này cũng vậy. Đi thấy cái độ hoành tráng thì bạn nước bạn của bạn Campuchia sát bên Việt Nam mình mà có một cái di tích mà toàn là khách Tây vô đông như vậy luôn là biết cỡ nào. Đây là cái tượng Phật đó bạn. Thì họ bỏ tiền lên đây họ cầu xin rất là nhiều. Bạn nhìn quay mình lại đây. Thì bạn thấy là tượng Phật đang ngồi thì có con rắn Nara. Nara ở trên là con rắn bảy đầu nó bị rớt một cái đầu bạn thấy không? Đây là tượng Phật ngồi được con rắn Nara nó biến ra thành cái ngai để bảo vệ cho Phật ngồi bạn. Đây là cái đuôi của nó nha. Đó. Thì cái con rắn Nara này là sinh ra người Khmer các bạn. Người ta nói ngày xưa là cái đền này nó bị bỏ hoang từ thế kỷ thứ 16 các bạn. Họ bỏ hoang sau đó tới khoảng thế kỷ thứ 19 họ mới tìm ra lại. Thì bỏ hoang đâu đó cỡ tầm 3 thế kỷ 300 năm các bạn. Thì cây cối nó mọc đồ này nọ tùm trong này luôn. Nhưng mà bạn sẽ thấy là cái đền Angkor Wat này không có cỏ mọc rêu phong gì hết các bạn. Tại vì nó có cái hào nước. Nó có cái hào nước bảo vệ nó xung quanh nên cái cây rừng ở ngoài kia nó không có chạy vô đây được các bạn. Thì nó khác với đền Angkor Thom. Angkor Thom là sau lưng này là mình mua vé là bao gồm Angkor Thom luôn. Chút mình đi review cho bạn xem. Nếu mình có sức các bạn. Há mà thấy mẹ không? Hả? Coi những họ tiếc. Khắc công nhận ngày xưa đục mà nó đều mà lắp ráp như là CNC á các bạn. Như khắc CNC gì á nó đều họ tiếc ở hồ văn á không? Nè, cho cái chỗ cột xà ngang nè. Xà ngang mà họ làm cũng đều đẹp như vậy luôn, gỗ bằng đá không các bạn. Họ xếp tầng lên thành mái như vậy. Thì bạn nghĩ đi. Ngày xưa là người ta nói là rất là nhiều người ta mà nói là rất là nhiều người họ không có tin là thời đế chế Khmer mà lụi tàn nó xây lên cái này các bạn. Một thế lực nào đó các bạn. Nhưng mà thời đi Ai Cập vậy các bạn. Sau mình là thờ tượng Phật ở trong cái tháp chính. Ngày xưa là thờ thần Vishnu, sau đó họ chuyển thành thờ tượng Phật nha các bạn. Thì đó là lý do tại sao mình sẽ thấy là kiến trúc của Hindu giáo mà tại sao lại thờ tượng Phật là như vậy các bạn. Thì họ cải biên lại họ thờ Phật. Thì ngày xưa là người Khmer là họ theo đạo bên Hindu trước, sau đó họ mới cải đạo qua bên thành đạo Phật các bạn. Nhưng mà ngày xưa ông Phật Thích Ca là ông cũng xuất thân từ bên Ấn Độ giáo, cũng từ bên Bà La Môn này nọ đi ra các bạn, xong tách nhánh ra xong đi làm một cái nhánh riêng là bên đạo Phật giáo các bạn. Nên khi mà bạn thấy những cái kiến trúc về Phật giáo mà tiểu thừa là vùng phía Nam, ví dụ Thái Lan, Myanmar, rồi Campuchia rồi đó, thì nó là nó đeo theo kêu tiểu thừa. Tiểu thừa là gì bạn? Nghĩa là những người mà theo gọi là Phật giáo nguyên thủy, là có nghĩa là họ sẽ không ăn chay, họ sẽ ăn một bữa một ngày trước giờ ngọ, là trước giờ 12 giờ trưa các bạn. Thì họ có thể ăn cơm, ăn thịt, ăn đồ bất kỳ thứ gì mà Phật tử dân cúng các bạn. Nghĩa là họ kiểu là không nghe, không thấy, không nhìn, không biết, nói chung là không biết con đó bị giết, bị đánh, nói chung là theo cái nghĩa là ai dân cúng gì ăn đó. Thì đó là tiểu thừa. Còn bên đại thừa là bên phía Trung Quốc đó, thì họ ăn chay các bạn đó. Đây thì các bạn thấy không? Thì chỗ này là cái thờ, cái này là cái các bạn thấy là tượng vũ nữ Vishnu các bạn. Thì bên này nhưng mà trong này lại thờ Phật, tượng Phật ở trong đó, các bạn thấy không? Một bên là Hindu giáo, bên là Phật giáo các bạn thấy không? Tượng Phật ở trong nhưng mà xung quanh là những cái tượng vũ nữ Vishnu của Hindu giáo. Thì đó mình nói bạn biết là thì nhiều khi là mình bạn sẽ không thấy nhiều dấu ấn của ông vua mà Yuri Avaman 2 xây cái này bạn. Người ta cho là ổng xây nhưng mà bạn thấy không, dấu ấn ổng đâu có trong này đâu các bạn. Nếu mà bạn coi cái series Ai Cập của mình thì bạn sẽ hiểu rất là nhiều, đó là cái những cái đền thờ mà vua Ramses 2 á, thì ổng xây bất kỳ đền thờ nào á, hoặc là đền Abu Simbel các bạn thấy không, ổng ngồi bức tượng của mặt trời đồ Tulum hết, thì họ sẽ có bức tượng của ông sẽ ổng sẽ bạn thấy là ổng sẽ để cái tượng ổng ngồi ngang hàng với thần luôn bạn. Bạn vô Abu Simbel bạn thấy không, thần Iris rồi thần mặt trời này nọ là ổng ngồi chung, ổng chung ngôn hàng luôn. Vua Ramses II ổng ngồi chung luôn, tại ổng muốn là ổng xây cái đó mà ổng muốn ngang với thần luôn bạn. Ngày xưa họ tôn sùng chủ nghĩa cá nhân rất là nhiều, đặc biệt thời phong kiến vua là hay coi là thiên tử, là con trời, con vua gì các bạn, ai cũng cho là mình là con của thần của Hindu, của Phật giáo hay là của gì cũng là con trời hết các bạn. Thì tại sao chỗ này là không có dấu ấn con vua đó các bạn? Thì người ta đặt giả thiết là nghĩa là ổng không có xây ra các bạn. Bạn nghĩ đi. Bạn nghĩ nếu mà bạn bỏ ra khoảng 2 tỷ Việt Nam đồng để bạn xây cái cầu, thì bạn có muốn dấu ấn của mình trên cái cầu đó không bạn? Hoặc là cái trường học nó có tên mình không bạn? Hoặc là cái gì các bạn? Đây là nguyên cái đền xây 35 năm, huy động 300.000 người, hơn 1,6 triệu mét vuông, hơn người ta thống kê là gần mười mấy, 15 triệu khối đá.
mình không nhớ rõ, nhưng mà lại không có dấu ấn của bất kỳ của một người nào để xây lên cái này hết, chứng tỏ là trước ông vị vua đó là đã có rồi các bạn. Mình đang nói giả thuyết cho bạn nghe là như vậy, là trước cái vị vua đó là Yuri Avaman II đã có rồi, cái đời này rồi các bạn. Bạn nhìn cái mình hướng qua đây nhìn mới đã. Những cái tầng tháp lên trên tạp tháp chính các bạn thấy không, rất là nhiều tượng phụ nữ á, Apsara. Chỗ đây là có mấy tượng đẹp lắm nè, camera zoom zoom chỗ này cho bạn thấy, chỗ nhỏ nhỏ này cũng đẹp nè. Nè bạn thấy không, các những bức tượng cũng ngồi chắp tay để lên ngực, đang chéo trước ngực các bạn thấy không, kiểu như Hindu, một phần của Phật Hindu gì đó. Nhưng đa số là kiến trúc Hindu đẹp lắm bạn, trụ nó trồng đá lên nó khắc quá đẹp. Thôi nói chung là mình sẽ review sơ sơ bạn coi cái đền Angkor Wat gì các bạn, quá nóng đi kiếm gì ăn các bạn, rất là mệt, nhưng mà mình nghĩ là một cái thế lực nào đó để xây lên cái đền này các bạn, quá đẹp. Bạn nào có cơ hội gần Campuchia đi Việt Nam đi qua đây thì đi du lịch các bạn, vé đi vào cổng thì khoảng có 1 triệu một người thôi các bạn, đúng rồi, không có mấy trăm ngàn, 37 đô là 700-800 ngàn một người thôi, cũng khá là rẻ. Thì nhớ qua xem, bây giờ đi kiếm gì ăn ở đại Siem Reap các bạn, nóng quá. Thì bạn có để ý đây là cái này là hướng đông, nhưng mà hồi nãy mình vô là hướng tây. Thì đa số cái đền đài đa số là ta quay về hướng đông các bạn, nhưng mà riêng chỗ này là quay về hướng tây. Thì người ta quan niệm là nhiều khi chỗ này là cái lăng mộ ông vua các bạn, lăng vua Yuri Avaman II các bạn. Người ta nghĩ là đây là lăng mộ. Dạ, yeah, you can go. Dạ. Ui. Cái vòng tay may mắn. Dạ. Yeah. Wow, what do you do? Yeah. It's for Yeah, okay. Đây bạn đeo cái vòng à. It's for lucky. Dạ mua sao mà sao phụ tập tôi cũng tới chùa chùa của chóm. Cuộc năm phụ ca ngày phụ ca ngày sáng tế sẽ tỏ dụ văn là tổng khẹo là sổ dụ văn dụ ra nha. Dạ. Chơi. Dạ. Dạ. Thank you. Ok các bạn, sau khi thăm Angkor Wat xong rồi bên này nè, thì chuẩn bị qua cái đền Angkor Thom, thì bây giờ mình sẽ vô đi ăn kiếm gì ăn trưa các bạn. Đây là cái chỗ ăn trưa cái tại cái đền Angkor Wat các bạn, khu Angkor nè. Nguyên dãy trong này quá view đẹp không, thì kiếm đồ nướng ăn các bạn. Yeah, thank you. Đó, này đi qua cái chi nó không? Đó. Đây các bạn coi thứ đồ nướng nè. Nè, nhìn ngon chứ mấy ông. Đây là ớt nè. Ớt ở tại Angkor, bạn đền Angkor. Thì xúc xích nè. Còn đây là cánh gà nè các bạn. Cánh gà. Con này là gì đây? Ui. What is this? Cái gì vậy trời? Con gì không? Nhìn không ra biết con gì luôn á. Chắc giống ếch quá hả? Đây. Cá nè. Cá này cá kiểu sông Mekong mà. Nhìn ngon không? Review cho ông xem. Còn đây là con cá rô. Cá rô nó bự quá trời bự luôn. Còn con này là con cá gì đây? Nhìn nè. Nướng nhìn ngon không? Ui. Thơm hay chứ. Hay quá trời, cá cũng đang tìm cá để xong mai cộng để ăn review cho mấy ông xem nè, thấy không? Thì con này là giống như con cá chê ở bên Việt Nam mình, cá chê mà nó da bóng mà. Thấy không? Còn con này là con cá cái gì mấy ông biết, của mình tôi biết thôi. Đây là gà các bạn. Ở bên Campuchia rất nổi tiếng về món gà bạn. Bữa mình review với bạn ở bên An Giang á, gà nướng Autumn bạn nhớ không? Thì đây là gà chính hiệu bên Khmer các bạn. Còn đây là chắc mình nghĩ là gạo nếp các bạn, gạo nếp. À, bạn vô trong khu ăn cỏ này là đủ đồ ăn luôn các bạn. Nè, con này nè, con này là mình con cá chê luôn, mình nghĩ là như vậy á. Nhìn ngon ha. Thì hả? Còn cái nào nữa? Lấy hả? Con này giờ còn có con à. Nhìn ngon đó ha. Chắc mình mua cá chê, mình mua cá ăn các bạn. Mình sẽ ăn này hả? Con này. Này ớt nè. Này nữa hả? quá trời cá luôn rồi. Cái gì nữa? Con gà không? Đây con gì đây? Nhiều loại cá quá trời luôn nè.
quất thêm con gà nữa mấy ông. Quất thêm con gà này nó mới đã nè. Gà này hơi to ha. Gà to không? Lấy con gà nhỏ một xíu nha. Gà đây đi. Đó. Đây. Đây chỗ vậy. Đây ăn xong rồi bỏ đây nướng. This is rice. What is this? Rice. À cái à này cái này lại đây hả? Này là à cái này là giống như cái nem á. Ok. Cái này hết quanh. Mà không biết nó gì hết nhưng mà giống như cái nem á. Đây, gà lấy ra nào. Cái men coi. Lấy thằng nơi chặt gà bỏ lên nướng. À. Đó. Cái men cho đây. Bên ngoài bên đó. Đi nhà mày ổn. Nào thêm. Không nén. Nhiều thế. Để mình chưa hỏi giá còn biết nhiều. How much for this? How much? The money. How much? À, gà bao nhiêu nè? À, 35.000. Cá, à, ok, cá nhiều. 7.000, ok. 10.000, ok. À, là 7.000 luôn, 7. À, ok, ok. And this, how much? À, 1, 2, à, ok, ok. Cặp hôm đi. Dạ, nào, thank you. Mình nào thử con cá rô không? Cá này nhịn ngon quá. Dạ, nào, thèm. Thử con cá này đi. How much? Ok, 8.000 các bạn. Nhân 6 lên chắc 50. Tôi ăn một đống luôn, đói bụng thấy mẹ luôn. Vô cái đền nó nóng, chuẩn bị ăn xong đi qua bên cái đền bên kia. Ăn co thơm là cái gọi là cái thủ đô của nó các bạn. Cái này là cái đền, còn bên kia là cái thủ đô. Này ớt đó. Nướng các bạn nhìn thấy trên than hồng nướng ngon các bạn. Ăn đồ này là tươi rói bên Campuchia á. Quá trời luôn. Này đói ăn mắt, hai đứa đói ăn mắt các bạn. Đó, ông thấy nhìn ngon không bạn? Nhìn thấy ngon không? Nhìn, còn đây cái nào đây là gì nè? Đây là quệt. Sẽ tế. Đây là sẽ tế mấy bạn. Ớt á. Nè, bạn ăn bạn quệt quệt lên nhìn nè, dạng như nè. Ồ, cay thấy mẹ luôn. Đây là gì? What is this? À, cái này là cái diện nước mắm gừng các bạn. À. À, này là chặt ở trong là cái gì nè. Tôi vẫn đang thắc mắc cái này là cái gì tôi không biết nha. Nhưng thích mà nó giống làm giống như nem á. Comment lùi lùi xa sâu xíu bạn sẽ thấy là cái quầy, bạn lựa cái quầy trước giống như buffet gì á. Ăn gì bạn lựa trước này. Sau đó bạn đi ra sau, bạn nướng, sau đó bạn qua bên kia là bạn ngồi có cái võng. Bạn thấy không? Quá dữ luôn. Ô bên này có cái hũ gì nó đang nhìn ngon mà hũ ba khí á. À nóng rồi nha. Rồi ok đi qua bên võng ngồi mấy ông đây nè. Bỏ cái giày lại đi. Đấy bạn. Ngồi đây có cái view sâu ngồi nướng thơm phức các bạn. Comment leo lên comment. Do you have the cup with ice? Yeah, ice. The cup with ice. No ice. I want the cup with ice.
You know like this, the cup with I want cold. Yeah. Aha. Do you have something to eat? Đây bạn. Ê, một phần gà bỏ lên. Đó, có cơm luôn các bạn. Thank you. Đây các bạn. Phần cơm cho caramel. À. Mình một dĩa. Chỗ này có đầy đủ một mâm đồ ăn luôn bạn. Này nước chấm à. À đó, mọi đứa một chén nước chấm. Nước mắm nữa nè. Chỗ này chưa? Đây là mắm ớt, tỏi. Mắm xả. Trời ơi caramel quá trời rắc luôn. Đẩy cái này các bạn. Đây là nước muối tiêu chanh. Này muối tiêu chanh của mình. Bạn nhìn ngon không? Nè, muỗng đũa nữa nè. Ở bên Campuchia hai bạn muỗng đũa là họ để trong cái nước sôi này các bạn. Để cho nó tiệt trùng các bạn, nước sôi nè. Nó lấy ra nè. Ăn là nó cũng sạch đó. Nhìn ngon ha. Nặng mình nặng miếng chanh vô ăn muối tiêu chanh rồi. Ok. Giờ họ test thử nè. Cái này là cái gì nha? Này là test thử nước chấm này là cái gì bạn? Nó dầm me ra bạn. Nó chấm muối me. Trời lâu rồi mới ăn được thầy. Công nhận bên Campuchia còn ngon này bạn. Ngon á. Bây giờ mình ăn thử gà các bạn. Nè. Đây gà bữa mình qua bên dưới An Giang á. Ăn gà ngon quá trời luôn. Gà nướng Atum nè. Đây nè. Đây là gà của bên Campuchia á họ. Gốc mà các bạn. Gà này chạy bộ chạy vườn luôn á. Ui. Chấm miếng này là mắm me nè mấy ông. Muối me. À. Trời nó ngon. Con gà này nó ướp ngon lắm ông, nó ướp y chang gà mà cháy o thum mà tôi nhớ tôi ăn ở dưới. Cái đây 3-4 năm ở dưới An Giang á. Vừa ăn luôn không? Ngon chứ. Nó thơm mà thịt gà mềm ngọt. Trời ơi nó đã. Ngon thiệt các bạn. Con gà này là họ bán 35 đồng à. À, 35 đồng là nhiêu tiền? 35 nhân 6, cỡ 200 ngàn á. Con gà này cỡ 200 ngàn các bạn. Rẻ quá. Ngon á. Tiếp theo đây là mình sẽ ăn thử con ếch. Đây bạn, đây là ếch nè. Ếch đồng. Ếch đồng ở tại sông Mekong. Thì chấm miếng miếng mắm me này luôn không? Mắm me nè. Ừ. Ồ ngon. Tươi mấy ông. Tươi ngọt sọ à. Dạ. Bắt đi. Thank you. Dạ, yeah, thank you. Đây bạn, đây là cái món lá mà nãy gói lá sen á thì banh ra nè các bạn. Thì còn đây là cái hai cái con cá chê rất là ngon đó. Thì mình sẽ muốn ăn thử cái này làm sao nè, đang thắc mắc nè. Cái món này là thịt mình không biết là cái gì nhưng mà họ bầm ra họ để vô nè bạn thấy không. Mình sẽ ăn thử làm sao nha. No thank you. Mắm chưng. Nó giống như cái mắm chưng ở Việt Nam mình trong xong rồi bỏ cái trứng trắng vàng lên các bạn. Cho bạn coi cái hình mà lên mạng thử hình nó cho nhưng mà cái mùi này ăn như chang luôn. Nó là cái con mắm. Mắm cá các bạn xong họ banh ra họ trộn vô với lại mình không biết trộn cái gì. Nhưng mà nhìn kỹ các bạn mình không biết trộn gì nha. Nhưng mà cái mùi là mùi mắm. Mắm cá các bạn tại bên bên Campuchia này rất là nhiều loại mắm cá này. Mình để đây. Ok. Ăn thêm miếng ớt nữa coi. Đang ăn ngon. Rất tươi mà. Tươi đói à. Ngon thiệt ạ. Uống miếng ok rồi. Bạn thấy cái view của mình không? Ăn xong cái view sau này. Ở này rất là nhiều hàng quán. Bạn ăn quán này cũng được đó bạn. Mình thấy giá ok. Họ đáng chung trong này. Bên kia luôn. Dài nguyên dãy bên đó luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ ăn thử con cá nhỏ này nè. Đấy các bạn, cá nhỏ này mình cũng đang thắc mắc nó là con gì nhưng mà họ nướng lên dòng rụm luôn. Và cá này chắc ở dưới sông Mekong bốc lên các bạn. Giòn thế. Chấm với đoạn miếng muối me.
Thử miếng nè mấy ông. À. Thử coi. Ngay cả xương luôn. Này ngon như gì đó. Cái bóng. Đúng rồi. Con này còn cái bóng. Mình đón gì đó. Nó nướng hơi dài hơi cứng. Các bạn. Hơi dài cứng các bạn. Đây. Ở bên Campuchia Thái Lan họ hay ăn sống cái đậu đũa, đậu que này sống rồi bạn. Ha. Ừ, Cayman quay số 1 nha, rồi quay 0.5 nha. Ừ. Nhỏ 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 ăn sống. Đây. Đây là con ai? Con cá bả trầu. Con này ăn thịt ngon lắm à. Ở bên Việt Nam mình không biết mua ở đâu các bạn. Ở Sài Gòn không biết mua ở đâu luôn á. Nhưng mà thấy mấy bạn ở miền Tây ăn rất là ngon nha. Nhìn nè, cái bụng nó. Đây mình làm cho bạn xem nè. Ồ. Còn nữa rồi bạn. Ui. Thank you. Nhiều quá. Để ăn thử cái này cái đã. Chấm mắm mì nữa nè. Muối tiêu chanh. Trời ơi, nó ngon. Thịt dạng ươm à. Lâu rồi tôi mới ăn lại cái này á. Đây. Gỡ cho ông coi chỗ này nữa nè. Thịt nó nè. Ở bên Việt Nam hay nấu cái gì với cái con cá này mình không quên rồi, nhưng mà cái con cá này á nó sống dưới vùng nước sâu. Nó sống dưới lại dưới bùn á bạn. Nó giống như con cá chê á, cá chê không phải, có con cá lóc gọi là cá quả ngoài Bắc bạn, thì con là con cá chê. Lâu lắm rồi mới ăn lại rồi. Ừ, đầu nó là cái họng đó. Ui, có bộ lòng của nó các bạn. Em bẻ bộ lòng cho bạn xem nè. Đầu nè. Giờ bạn chấm miếng muối. Muối me nha các bạn. Chấm miếng muối mắm gừng. Này. Thôi, ôi, nó béo. Ui, béo trong lại có gan lắm không? Nhìn nè. Rồi, ôi, nó bộ gan này nè. Bạn các bạn ăn được thì ăn nha. Mình không biết ăn được hay không nha. Nhưng mà nó hơi nhẫn nhẫn nha. Đó, nó nguyên bộ luôn bạn. Đây tiếp theo là mình ăn gọi là đặc sản toàn cá sông Mekong không à. Đây. Con này nó cháy hơn nè. Đó. À, nướng nhìn ngon các bạn. Nè, bạn phải bóc bằng tay ra mới ăn đã nha. Con này tên gì vậy? Nó không biết con này tên gì hả? Comment tôi biết nha. Mấy sông cá nước ngọt này tôi không có rành lắm. Tại ít ăn cá nước ngọt các bạn. Nè. Thịt nó trắng bóc này bạn. Tươi quá. Cái này cái gì ta? Xương ngon ăn. Xương thấy mẹ luôn. Cá trắng. Trắng này cái trắng á. Con này xương nhiều mấy ông. Xương có chậu đất luôn. Ăn không thận á hả? Thóc mỡ thấy mẹ luôn. Tiếp nè. Đây. Gà nãy ngon mấy ông. Gà trời má ơi, chấm cái này sắp sảy luôn nè. Thì trong nãy giờ mình ăn mình nhận xét thì con gà là bét nhất các bạn. Ôi, Campuchia là gà bét nhất. Ngon. Gà ngon thiệt. Ấm gừng rồi. Thì bạn đi qua ăn cao quách á. Nhớ ăn gà đó bạn. Gà nướng này ngon. Có 200 ngàn con à. Thì mình ăn xong thì sẽ đi qua ăn cao thơm, mình review cho bạn xem nữa là ở trên Siem Reap. Thì bạn biết đó, ngày xưa đó là vua của Khmer là họ ở trên cái vùng trên này, gọi là trên Siem Reap các bạn. Trên vùng Angkor trên này nè. Sau đó họ đánh lộn, đánh độ thua trận xong họ dọn, họ chạy xuống vùng Nam Vang gọi là Phnom Penh ngày nay các bạn. Nên Phnom Penh ở dưới đó là thủ đô mới, nó nắng nôi lắm bạn. Ở trên này là rừng nguyên sơ, nguyên sinh ngày xưa đó, nó mát lắm. Thôi chắc mình dừng em ra đây, qua kia bạn mình trả thủ ăn nhanh để qua kia nó đóng cửa bạn, 5 giờ chiều nữa đóng cửa hết mấy cái đền rồi. Thì qua cho bạn coi thử cái đền ăn cao thơm bên này nữa là xong là mình kết thúc series ở bên Siem Reap các bạn.
sau các bạn, hiện tại sau lưng mình đây là Angkor Thom các bạn, đây là đền Bayon các bạn, đây là cái đền mà người Khmer xây là thiệt các bạn. Thì mình nhìn thấy là đống hoang tàn rất là nhỏ nhỏ cực kỳ so với cái đền Angkor Wat các bạn. Thì bạn thấy cái lượng khách du lịch đi đến chỗ này cũng rất là ít so với đền Angkor Wat các bạn. Angkor Wat là đền chính nên mình khuyên các bạn là khi mà bạn đi du lịch thì bạn nên tốn thời gian ở bên Angkor Wat nhiều hơn Angkor Thom các bạn. Đây là cái cổng chính đi vô trong cái đền Angkor Thom nữa các bạn. Bạn coi những cái cột nè. Nãy mình soi bạn coi đền Angkor Wat, bạn coi cái cột của bên Angkor Thom nữa các bạn. Đây. Thì nó điều khác bạn nhìn nè. Nó điều khác nhìn các bạn thấy không? Bạn thấy nó thô sơ hơn nhiều các bạn thấy không? Đó. Đây, những cái tượng đá các bạn, cái cột đá. Cái này, cái đền này được xây sau 100 năm so với cái đền Angkor Wat các bạn à. Thì bạn thấy là cái cách sắp xếp đá khối cột nè, bạn nhìn nè. Nó không có nó không có fit giống như là cái đền kia xây, nếu mà theo đúng thông tin chính thống á, là xây trước cái đền này 100 năm. Mà đền kia bạn thấy không? Trải qua mưa gió nắng gió nó vẫn còn nguyên vẹn rất là đẹp. Nhưng mà cái đền này bạn nhìn nó tan hoang không? Apsara thì bạn thấy nhìn nó thô cợt hơn rất là nhiều. Bạn nhìn những cái nét nè, cái đây là nét thủ công của người Khmer, họ đục ra sau 100 năm mà bạn thấy nhìn nó xấu hơn rất là nhiều so với cái đền mà Angkor Wat mình đi bạn xem. Để cho bạn so sánh là tại sao mình nói cái đền Angkor Wat là người do kiểu như thế hệ trước người ngoài hành tinh làm hay kiểu gì mấy không? Đó. Nè. Những cái nét mặt, những cái nét điệu múa, những cái cách khắc lên trên đá bạn thấy không? Nó sẽ không có mượt, nó giống như là bên đền bên kia. Nhưng mà ở đây họ khắc rất là nhiều nè, bạn có nhìn thấy là bạn có nhận thấy là nó giống nhau không bạn? Đây là những khối đá các bạn thấy nó xếp tròn lên không, nó không khít lắm các bạn, nhìn nè, qua thời gian nó không có khít lắm, bình thường là bên kia nó khít rất là nhiều nha, còn đây nó hở lắm bạn à. Đây là cái những bức tượng đá bạn thấy nhìn họ trồng lên nhìn nó thô sơ các bạn, bạn nhìn lên trên cái mái vòm nhìn nó cứ như nó lỏng lẻo, nó nguy hiểm, nó dễ rớt các bạn, bạn hiểu không? Còn cái đền bên Angkor Wat bạn nhìn thấy là nó rất là khít. Bạn không tin bạn nhìn những từ cái bậc thang, bậc đá. Nó kiểu như là lớp đá, lớp gạch lên để lo gì các bạn nè. Những khối đá là nó không có khít. Thì bạn sẽ hỏi là cái đền này nó khác như đền Angkor Wat, thì bạn chỉ nhìn thấy là những cái đầu tượng ở trên này các bạn. Hình cái mặt cười các bạn thấy không? Tượng thần á, hình đó bốn mặt nhìn ra đông tây nam bắc các bạn. Bạn sẽ nhìn qua hướng bên này cũng thấy. Những cái ụ đó lên là có bốn mặt. Đều khác những cái bốn mặt kiểu như là tượng Phật hay tượng gì không biết, nhưng mà cái nụ cười rất là bí hiểm, người ta nói đây là nàng Mona Lisa của châu Á các bạn à. Cười bí hiểm, không biết cười làm gì các bạn, giống như cái bức hình nàng Mona Lisa bên châu Âu các bạn à. Đó, bạn thấy cách sắp xếp phối đá không các bạn, cách cái những cái tảng đá này nó phối vô nhau quá, bạn thấy nó kẽ hở rất là rõ. Camera đây thì bạn sẽ thấy được là những cái kẽ hở rất là nhiều, những cái kẽ hở của khối đá bạn thấy không, nó rất là to. Nhưng đây là cách nó sắp xếp mà kiểu như thô sơ đúng kiểu người Khmer làm mà xây sâu đền Angkor Wat 100 năm á, thì nó là đúng như vậy các bạn. Thì đó, thì cho bạn sẽ thấy hình dung được cái men lùi qua đây, bạn sẽ thấy đó, những cái trụ gạch họ xếp như đây là những cái mặt tượng thần đang cười các bạn, kiểu như mặt Phật á, bạn thấy không? Đó. Đá nó thô sơ lắm, nó giống như là nó hở rất là nhiều, họ khắc lên nhìn rất là thô sơ. Thì đây là các chiến công của nhà vua các bạn. Thì đây là nhà vua kiểu như là Zat-Aman, mình không nhớ là gì, Zat-Aman 7. Thì đây là họ đang cưỡi voi, đang đánh chiến tranh, rồi những cái chiến công của nhà vua đó. Các bạn thấy không, hướng qua đây nó đang cưỡi ngựa nữa nè, những bức tượng cưỡi ngựa. Thì bạn thấy không, cưỡi voi nè, rất là kỹ. Bạn chỉ nhìn thấy là khi mà một vị vua mà mình nhớ không lầm là Zat-Aman 7 các bạn, ổng xây cái này lên, bạn thấy không, ổng sẽ khắc ổng lên rất là nhiều, ổng sẽ khắc những cái chiến công ổng lên rất là nhiều, tại vì mình xây mà bạn, mình tốn thời gian mình xây mà, tại sao mình không khắc là để biết là cái này là của mình, để khi khắc dấu của mình giống như vua Ramses 2 ở bên Ai Cập các bạn. Lên này bạn sẽ thấy nữa nè, mình nói cho bạn nhìn dung là ổng khắc rất nhiều, ổng khắc ổng những chiến công các bạn, ông leo lên đó bạn thấy không, cưỡi voi cưỡi đồ đánh chiến tranh lên rất là nhiều, xong rồi chèo thuyền rồi đi đánh, bạn thấy không, đánh với cá sấu, cái đồ câu cá, câu đồ, những hoạt động hàng ngày các bạn thấy không, cái hoạt động đó, săn bắt đồ này làm kia. Thì nó các bạn có thấy nó giống như bên Ai Cập mình, bạn xem những con đền bên Ai Cập không bạn, nghĩa là
cuộc sống hàng ngày của họ làm giấy cói, họ săn bắn hái lượm sao bên Ai Cập các bạn. Thì ngôi đền này nó phản ánh đúng cái trang vậy các bạn. Trời nó tối mà tôi không thấy đường đi luôn phải không? So dark. Ui, trên này có cái trụ gì đó các bạn. Không biết là cái gì nhưng mà trụ có nước quá trời luôn các bạn. Họ nhiều nước trên cái mái ngói xuống à. Ui. Quá tối luôn mà. Đây, cái menu ở đây. Nhìn nè. Nó tối thui luôn. Nè. Bạn thấy họ xếp đá các bạn nhìn nè. Bạn thấy tượng Phật à. Cái kiểu như tượng thần các bạn đang cái mặt cười không? Cười rất bí hiểm nha các bạn. Nhìn nó 4 năm đầu mà rất khắc rất là nhiều nha. Đây, cho bạn coi tượng vũ nữ hả Apsara đó. Nhìn cái này mới hay. Cái mình bạn thấy nụ cười rất là bí hiểm mà. Mắt nó là sắc cười rất bí hiểm. À. Đền này tên là Bayon. Trên này nữa bạn. Nhìn lên nó. Quá trời tượng đang nhìn cười các bạn thấy không? À, nhìn nó rất là thô sơ lên, nó không cho leo lên đó bạn. Thì đền này cũng đền thờ thượng Phật các bạn. Thì cấu trúc vẫn làm theo kiểu Hindu nhưng mà vẫn thờ thượng Phật. Đá sắp xếp đá rồi. Trải qua 5 tháng các bạn thấy nó xếp. Thì đó là lý do tại sao là nhiều nhà sử học phương Tây, nhiều nhà khoa học họ nói là hai cái kỹ thuật xây cái ngôi đền Bayon này nè, Angkor Thom này với lại Angkor Wat là hai kỹ thuật khác nhau, cùng là người Khmer xây. Người ta hỏi là tại sao cùng người Khmer xây mà Angkor Wat xây trước 100 năm lại đẹp như vậy, những tảng đá to fit lại như vậy. Còn đây là xây sau 100 năm mà tại sao nhìn nó cái bên hướng đây, lại sao nó lại hở ra vậy? Cái bên quay qua đây, cái bên đi qua đây. Đó. Tại sao những cái tảng đá đó họ xếp lên nhìn nó nguy hiểm như vậy các bạn? Đó. Kiểu là mới 100 năm sẽ thất truyền kỹ thuật xây dựng mà nó thê thảm cái gì các bạn. Đó. Thì đó là mình đang có câu hỏi là bạn nào biết là Angkor Wat là do ai xây ra không bạn? À, thì mình đang đặt câu hỏi nghi vấn là nhiều khi là một cái thế lực nào đó nó xây lên các bạn. Hai ngôi đền nhìn khác hẳn nhau luôn. À, đó. Bốn mặt. Thì cảm giác đứng trong cái đền trong này nó rất là ngợp các bạn. Nó giống như một cái hầm mộ mà nó rất là ngợp. So với cái đền Angkor Wat thì nó rất là thoáng khí các bạn, mình không hiểu sao. Thì nói chung là sorry đi Siem Reap tới đây là kết thúc các bạn. Nhìn thấy tượng Phật mặt cười các bạn thấy không? Rất là nhiều những ụ như vậy. Thôi, hẹn các bạn ở video lần sau các bạn. Kết thúc tại đây cho bạn coi cái kiệt tác là Angkor Wat là chính thôi các bạn. Rất là đẹp, bạn nào có cơ hội nhớ qua đó xem. Thì qua đây mình cho bạn coi một cái bức tượng cũng mặt cười nữa nè. Rất là nhiều các bạn. À, họ xếp đá lên như vậy các bạn. Thì review cho bạn để bạn hình dung là thử là hai kiến trúc này nó khác nhau một trời một vực luôn bạn, khác 100% luôn. Quay hết một vòng các bạn thấy không? Đó, à, rồi, kết thúc. Sorry Siem Reap cố đô của Campuchia tại đây. Hẹn các bạn ở video lần sau thôi.